Xem kênh nhớ đăng ký ủng hộ mình nhé. Xem kênh nhớ đăng ký ủng hộ mình nhé. Xem kênh nhớ đăng ký ủng hộ mình nhé. Ăn hết chỗ này mua gạo ăn rồi mua cơ gạo ăn quên mua lá luôn mua tám ngày ngán cái này anh cái này có xương nhé với em mà nó chốt rồi luôn chắc còn 40 ngàn nó chặt dễ mà mình có bụng mới mình ăn cơm cay không phải chặt các con thấy được không mình ăn cơm không cái mặn chặt vỡ ngon như đủ không ngon các bạn lắc không nha ăn món này chút quậy làm xong quậy đi quậy quậy sao vậy chắc cỏ quậy à dạ chứ rồi đấy làm xong còn chút khác rồi đi đúng rồi nhưng mà nó lại học mua bản mà học cũng mệt lắm luôn vậy mua bản mình nhẹ là nó tốt vậy mua bản mình tốt mua bản mình cái này đứng ngoài cái này đây dạ chào thầy nói là sao mấy em có bạn đâu con có ai có hành thấy hết trơn nó có hành thái rảnh rảnh nó có đem gì ừ. Anh ơi không còn cần dùng như ta chốt bán tôi ăn lên nhà đó là tôi ghét mua luôn đó cái tôi dài phải mua cái gì cho nó cái mũi bắt nó chạy lên trên kia mua đó rồi nhưng tôi ngồi chỗ đó cũng chi chăng anh biết không tôi được cá được kêu nó làm luôn nướng ngon
cha. Hai chồng ăn bốn con, mỗi ăn bữa cơm hai con, người ăn hai con người. Đang chua. Ừ. Nó được tô nó chơi lâu á. Đang ăn không? Nó đang ăn. Giờ giờ như không? Dễ mà. Ngoài ra đi đến túi chơi, tôi kiếm đi, em còn nhớ nữa. Sửa đi, sửa đi, nha. Người ta phải sửa đi, chua đó. Chua, cái tô à, sắp dịp cái cá tô mà, khổ sở lắm, cái gì đó. Nó có chết, cái gì mà, cái tô à? Nói gì, cái gì? Ngon. Mời đi ráng rồi. Dạ. Để cả tôi kiếm đứa anh. Để lò. Tốt nhà bạn, tốt gì bạn nha, tốt nhà bạn nha.
cho mình nhé bạn. Mới dễ ăn quả chứ. Mình ra